Dạo gần đây, trên các nền tảng stream, từ Twitch cho đến YouTube, từ creator cho đến người xem, ai ai cũng đổ dồn sự chú ý về một tựa game mà chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, theo đúng nghĩa đen lẫn cái tên của nó. Đúng vậy, tôi đang nói tới Only Up, một con game mà nhà nhà người người đổ dồn vào chơi, người không chơi được thì cũng tìm cách để mà xem. Bằng một lý do thần kỳ nào đó mà Only Up đã trở thành một hiện tượng được đón nhận từ cộng đồng game thủ lẫn các streamer. Đã có lúc, nó đã trở thành trò chơi có được nhiều lượt xem cùng lúc nhất trên Twitch, nằm trong top 5 game được xem nhiều nhất trên mọi nền tảng. Ấy thế nhưng, ngay sau sự thành công của nó, đã có nhiều tin đồn về việc Only Up thực chất chỉ là một công ty game được tạo ra nhằm mục đích marketing cho một đồng tiền ảo mà chả ai biết đến. Nói nôm na theo một cách mà người Việt Nam ta hay nói, đó chính là lùa gà. Đồng thời, nó còn dính nhiều phốt về mặt bản quyền và hình ảnh khác. Vậy, chuyện này liệu có phải là sự thật? Tôi là Kiên. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tựa game Only Up và những drama tin đồn xoay quanh nó trong những ngày qua nhé. Nếu như trước kia, chúng ta có Getting Over It hay Chumkin, những tựa game đi cảnh khuyết tật khiến cho cảm xúc của người chơi không bao giờ là ổn định và luôn luôn phải tập trung vào màn hình, thì giờ đây, đã có thêm một sự ra đời nữa của một phiên bản game được cho là nâng cấp hơn của những phiên bản trước đó. Đồ họa đẳng cấp hơn trước đó. Cái này là do nhà phát hành của tựa game đã nói với tôi, không có nói à nha. Only Up là một trò chơi được phát triển bởi SKR Game, được phát hành vào ngày 24 tháng 5 năm 2023 trên Steam. Trò chơi lấy bối cảnh là một thế giới kỳ ảo và đầy thử thách. Tại đó, thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn và nhiều sự kiện kỳ quái đã diễn ra. Toàn bộ thời gian của thế giới này đã bị ngưng động và chỉ duy nhất là nhân vật chính của chúng ta là có thể hành động một cách bình thường được. Có vô số các vật thể kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời và bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, chúng đã vô tình xếp thành những bậc thang. Người chơi sẽ vào vai một nhân vật có tên là Jack, một cậu bé mồ côi sống tại khu ổ chuột. Vì là một người chẳng có gì để mất, Jack cảm thấy điều này khá là thú vị đối với cậu. Vậy nên, cậu muốn chinh phục xem thứ gì đang tồn tại ở trên trời kia. Thế là cuộc hành trình của Jack bắt đầu. Người chơi sẽ phải điều khiển cậu bé leo lên trời cao, giúp cậu chinh phục đỉnh của thế giới. Điều làm nên sự thú vị của tựa game không chỉ nằm ở gameplay của nó, bởi đã có rất nhiều trò chơi khác mang lối chơi tương tự như khuyết tật leo núi hay vua nhảy trong Kin, mà nó nằm ở chỗ liên tục đưa ra những chướng ngại vật mới, khiến cho mỗi giai đoạn và tiến trình của người chơi sẽ khó khăn hơn, trở nên độc đáo hơn và đầy thử thách hơn. Bạn có thể bắt gặp một cây cầu Bifrost dựa trên tựa game này, bảo tàng, di tích lịch sử trên không, một cái condom, hay thậm chí là một cái máy rung nằm ngay dưới váy của một cô gái mà ai cũng biết là nó dùng để làm gì. Tất cả những mớ hỗn độn được sắp xếp ngẫu nhiên đó tạo ra một thế giới kỳ thú, khiến cho tựa game trở nên vô cùng hấp dẫn. Người chơi thì sẽ mang tâm lý liệu mình sẽ gặp được những gì khi càng lên trên cao, và liệu rằng game này có thể về đích được hay không. Chính vì sự bí ẩn đó mà dù cho có rớt xuống đất bao nhiêu lần đi chăng nữa, hay bất chấp cho việc game không có cơ chế save point, thì ai ai cũng muốn thử sức mình để giải đáp cho bằng được và tìm kiếm câu trả lời. Thế nhưng, nếu như dựa vào những lý do như trên thì thú thật là có tới hàng tá những con game cũng đã từng khiến cho người ta mang những cảm giác như vậy. Nói đâu xa, như đầu video mà tôi đã giới thiệu, Chumkin, Getting Over It hay được phát hành trước cả Only Up một tháng là Preston Brutal, một tựa game với lối chơi tương tự. Những thứ đã xảy ra trong Only Up đều đã được các đàn anh đi trước làm rồi. Thế thì tại sao tựa game này lại nhanh chóng trở nên nổi tiếng đến như vậy? Cho tới thời điểm hiện tại thì câu trả lời dường như là chưa có ai giải đáp được. Và thứ mà chúng ta có thể dựa vào có lẽ đó là do hai từ may mắn. Để cho dễ hiểu thì nhìn vào Among Us trước kia là một ví dụ, phát triển rộng rãi vài năm trời chả ai động tới. Thế nhưng chỉ còn vài tiếng được streamer chơi và thế là như cá gặp nước. Cả công ty chả hiểu tại sao mà game của mình lại đứng đầu top thịnh hành của mọi nền tảng. Giờ đây, Only Up cũng là một trường hợp tương tự. Khoảng một tháng ban đầu thì cũng chả ai động đến con game này đâu. Thế nhưng, sau khoảng thời gian đó thì đột nhiên, như một vụ nổ, Only Up được nhiều người đổ dồn đến. Lý do là bởi streamer này chơi, lan truyền đến streamer khác. Cứ thế, nói dài nhau từ Á sang Âu, người người Only Up, nhà nhà Only Up. Nhanh chóng, chỉ sau một thời gian ngắn, Only Up đã đường đường chính chính lọt vào danh sách top 5 tựa game được xem nhiều nhất trên mọi nền tảng, hiên ngang sánh vai với các ông lớn như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, GTA 5 hay Diablo 4. Mặc dù chúng ta đều biết là chắc chắn nó sẽ không duy trì được bao lâu, bởi dù gì thì game này nó chỉ mang tính chất tạm thời và nó chỉ là một hiện tượng. Thế nhưng, quả thực để làm được như này thì phải gọi là quá ghê gớm, à không, quá may mắn chứ nhỉ. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, nhưng trên đời này không có cái gì là hoàn hảo. Có quá nhiều thứ để nói về Only Up, và đặc biệt là lỗi. Vậy nên, chúng ta hãy đi đến phần tiếp theo nhé. Những vấn đề của Only Up. Bọ là một loài động vật đi đâu cũng bị ghét. Và thậm chí là trong cái ngành giải trí điện tử và lập trình này thì nó là một thứ còn bị ghét hơn bất cứ thứ gì. Only Up cũng vậy. Mặc dù là được ưa thích bởi hầu hết người chơi, thế nhưng tựa game này vẫn không thoát khỏi cái thảm cảnh mà bất kỳ con game nào cũng đã từng trải qua. Tối ưu chưa được tốt, tình trạng giật lag tung hoành khiến cho các game thủ đạt được một độ cao nhất định tự nhiên là bị rơi xuống đất, và thế là các đánh giá không tích cực liên tục đổ dồn về cho nhà phát triển. Chưa dừng lại ở đó, một vấn đề lớn khác đã xảy ra. Game đang phát triển ngon lành, đột nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó,
Tựa game thông báo đã bị xóa khỏi Steam mà chẳng có một lời thông báo nào. Tưởng rằng đây là một cú scam đến từ nhà phát triển. Thế nhưng không, họ xóa là để thay đổi những asset trong game. Bởi vì đã có liên tục những cáo buộc về việc Olive đã sử dụng rất nhiều hình ảnh, âm thanh hay thậm chí là lấy tác phẩm của những nghệ sĩ khác mà không có được sự cho phép của họ. Ví dụ như nhạc của Nintendo, nhạc của Final Fantasy và đặc biệt là phốt lớn nhất của tựa game này đó là vào ngày 29 tháng 6, một artist có tên là như thế này đã đăng một bài viết lên Twitter nhằm cáo buộc nhà phát triển của tựa game này đã ăn cắp ít nhất là một model 3D của anh ta và sử dụng nó mà không có được sự cho phép. Ngay sau khi bài viết đó được đăng tải, sự chú ý lại càng được đổ dồn về OnlyUp. Những hoài nghi và những ánh mắt nhìn không được mấy tốt đẹp về tựa game này lại thêm phần tăng theo. Tất nhiên, tới nước này thì phải nhanh tay mà hành động, chứ nếu không thì người dùng họ tới họ đốt nhà mất. SCKR Game đã nhanh chóng tung ra một bản vá để xóa bỏ model 3D của anh bạn kia ngay trong ngày hôm đó, cùng một lời xin lỗi trong Discord rằng đã có sự nhầm lẫn nhỏ trong việc phát triển những cái asset mà chúng tôi vừa đưa vào, vậy nên chúng tôi đã loại bỏ nó khỏi game, đồng thời gửi thư xin lỗi đến với tác giả. Anh bạn à, nếu như mọi chuyện trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng lời xin lỗi thì chiến tranh đã không xảy ra rồi. Mấy ông mượn tác phẩm của người ta và kiếm về một bộn tiền, sau đó bị phát hiện và rồi xóa nó đi và đáp trả bằng một lời xin lỗi đơn thuần như thế này thì có phần hơi thiếu tử tế đấy nhé. Ít nhất thì cũng phải đền bù thiệt hại cho người ta bằng một cái thứ gì đó thiết thực hơn đi chứ. Nhưng mà may thay, sau vụ việc này thì chủ nhân của model 3D kia không nói gì thêm lời nào nữa và sự việc cũng đã dần lắng xuống. Nhưng mà kể ra thì mấy ông dev của con game này khá là bạo đấy chứ, dám đụng đến hàng của Nintendo luôn mới chiến. Ta đâu biết là mấy ông Nintendo khắc khe như thế nào về vấn đề bản quyền mà, đúng không? Chúng ta không biết rằng đây có phải là sự nhầm lẫn duy nhất trong việc phát triển con game này của SCKR hay không? Bởi có quá nhiều thứ được đưa vào trò chơi và ta không biết là có một nghệ sĩ nào ngoài kia không biết được tác phẩm của mình có bị mượn mà không được xin phép nữa hay không. Nhưng rõ ràng, đây là một hành động không mấy tốt đẹp của nhà phát triển OnlyUp. Chưa dừng lại ở đó, nếu như đã chơi qua con game này thì ít nhiều, xuyên suốt quá trình chơi, bạn sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc. Đó là những con goblin được vẽ trên tường hay tồn tại ở một hình dạng nào đó và đặc biệt là nó nằm ở những nơi dễ thấy. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như ta không tìm thấy những hình ảnh tương tự trên Twitter bởi một trang NFT có tên là Goblin Town. Tôi sẽ không nói nhỏ cho mấy ông biết là cái con game này là một trong những chiến dịch để marketing cho đồng tiền ảo này đâu nha. Nhìn vào thì ai cũng thấy đây là BR trá hình như còn gì nữa. Ấy thế nhưng nhà phát triển thì cứ khăng khăng nhận định rằng mấy cái hình trên tường này là họ thích phong cách graffiti nên là thêm vào để cho nó có đa dạng về mặt hình ảnh cũng như là màu sắc, và đồng thời là phủ nhận mọi sự nghi ngờ về việc trò chơi này có liên kết với đồng NFT kia. Thì nhà phát triển nói vậy thì tôi cũng nghe, nhưng mà nghe thế điếu nào được khi mà lại một lần nữa trang Twitter của đồng NFT kia là Goblin Town đã ghim một bài viết có hình đính kèm của chính tựa game OnlyUp này cùng với một chiếc áo của Jack, nhân vật chính của tựa game, ngụ ý rằng họ sẽ kết hợp với nhau và tung ra một dòng sản phẩm mới được bán với giá 89 đô la. Như vậy thì chả khác gì mà lùa gà chứ hả mấy ông. Nhưng mà điều thú vị lại nằm ở chỗ, mặc dù nhận được sự thành công vang dội như việc có hàng trăm nghìn lượt xem cùng lúc trên Twitch, lọt top 5 game được xem nhiều nhất trên mọi nền tảng, hàng chục video triệu view liên quan đến tựa game này xuất hiện trên YouTube, những thông số phải gọi là đáng mơ ước của một tựa game indie ấy, thế nhưng chả mấy ai quan tâm gì đến cái đồng NFT kia. Đồng Goblin Town luôn luôn nằm ở mức tuột dốc đều đặn vào đầu năm 2022 và đột nhiên tăng vọt lên ở mức 7.35 Ethereum vào đầu tháng 6 của năm nay. Nhưng ở thời điểm bây giờ thì nó lại tuột ở mức thậm tệ, chỉ còn ở mức 0.25 Ethereum và đang có dấu hiệu là biến mất khỏi thị trường NFT thế giới. Với một người là thần đồng toán học như tôi thì để tôi tính sơ sơ cho mấy ông khỏi phải thắc mắc. Một đồng Ethereum rơi vào đâu đó khoảng 45 triệu tiền Việt thì 7.35 đồng nó rơi vào đâu đó khoảng 330 triệu. Bây giờ thì 0.25 thì còn khoảng 11 triệu hơn, tuột hơn 29 lần kể từ thời điểm game chưa được tung ra. Quả thực là một con số khá là đau tim và chắc chắn là mấy ông dev của tựa game này cũng không thể nào mà tưởng tượng nổi. Mấy ông dev kiểu nước đi này tại hạ chưa thể lường trước được đấy hả? Tạo ra một con game chơi chơi để marketing cho NFT, ai ngờ game thì nổi, thậm chí là vô cùng nổi. Khi mà giờ đây, cả thế giới ai cũng biết đến tựa game này. Ấy thế nhưng, mục đích chính của họ là marketing cho đồng NFT này thì lại tuột không phanh. Một tình huống khá là dở khóc dở cười đúng không? Một điểm thú vị khác cũng chứng minh cho việc con game này là để PR cho một đồng tiền ảo, đó chính là nằm ở cái ending của nó. Nếu đã chơi hết phần kết của tựa game này thì bạn sẽ biết rằng Jack, sau khi vượt qua hàng loạt những thử thách trong gai, những vật cản cao chót vót, thì cuối cùng cậu cũng đã đạt đến điểm cao nhất, đó chính là mặt trăng. Cậu gặp được những phi hành gia và được họ đưa đi thám hiểm một chuyến vòng quanh mặt trăng. Sau đó, kết thúc cho tựa game này. Điểm đáng nói ở đây đó chính là việc đi đến mặt trăng của Jack. Elon Musk, một tỷ phú thế giới, người mà chúng ta đã được nghe quá nhiều về những sự kiện liên quan đến những đồng tiền ảo, đã từng nói những cụm từ như To the Moon, và cụm từ này cũng đã được lan truyền rất nhiều trong thế giới tiền ảo. Người ta sẽ dùng cụm từ này để chỉ những đồng tiền ảo mà họ cho rằng sẽ tăng giá trong tương lai, nhưng không phải là tăng một cách bình thường mà là tăng một cách đột biến. Vậy nên cái kết của tựa game này đó chính là ngụ ý chỉ cho việc đồng Goblin Town một ngày nào đó sẽ trở thành một trong những đồng có giá trị lớn. Nhưng mà cái kết như thế nào thì mấy ông cũng vừa nghe tôi nói rồi đấy.
Quá là trớ trêu. Nhưng mà thôi, dù sao thì chiến dịch này cũng không phải là mất hết tất cả. Bởi ít nhất thì OnlyUp cũng đã đạt được những thành công nhất định khi thu về được một mớ tiền từ tựa game này nhờ hiệu ứng lan truyền từ các streamer trên khắp thế giới. Đó cũng là toàn bộ về những tin đồn xoay quanh tựa game OnlyUp. Nếu thấy video này hay và thú vị, tại sao không vả vào mặt tôi một like, một sub để tôi có thêm động lực trong những video tiếp theo nhỉ? Tôi là Kiên, cảm ơn và hẹn gặp lại.